trong lúc leo rank đại kiện tướng thì vô tình chạm mặt cao thủ bắn toàn headshot và cái kết, xém tí nữa cả team bị nó clear luôn. Clip gồm 2 trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Còn nữa, đây là Facebook của mình sẽ để link ở dưới phần bình luận, anh em kết bạn và theo dõi mình nhé. Hãy subscribe cho kênh Toàn.